Dạ, chào mừng toàn thể các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Anh Hiến ạ. Buổi tối của ngày 18 tháng 5 năm 2022 này, em Hồng lại đang có mặt tại showroom trưng bày của Tiến Hoàng Anh các bác nhá. Trong buổi tối của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác những các em siêu phẩm K3, bàn ghế băng nguyên khối tại cơ sở 2 đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu của công ty Hoàng Anh Tiến. Lên sóng những các bộ bàn ghế K3 rất là đẹp luôn các bác ạ. Hàng mới hoàn thiện xong và phải dinh ngay vào showroom trưng bày. Nên là các bác hãy vào xem video của em ngày hôm nay, bấm like, bấm chia sẻ giúp em nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm cho em xin một nốt đăng ký kênh được không ạ? Tối ngày hôm nay lên sóng một số cái bộ bàn ghế K3, bàn ghế ăn, bàn họp, bàn ăn này, bàn họp này, bàn ở phòng khách này. Thì cái bộ bàn ghế này thì rất là tuyệt vời rồi, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp luôn. Đấy, trước hết thì em sẽ quay qua những các cái bộ bàn ghế đang có tại showroom. Và sau đấy thì em sẽ đi vào từng bộ một. Đấy, cụ thể kích thước cho toàn thể các bác nhé. Đây là bộ số 1. Có bàn có chiều dài là 2m95, rộng 82 và dày 11. Ghế là 2m95, rộng 43 và dày 13cm các bác nhé. Bác nào nghe không rõ thì nhìn trực tiếp ở trên màn hình giúp em ạ. Bộ số 1 này. Đây là chiếc bàn với cái đường nét chun thì rất là VIP luôn rồi. Đấy. Lên sóng 4 bộ bàn ghế gỗ cẩm hồng. Cẩm hồng các bác nhá. Cẩm hồng lên sóng đây ạ. Với chiếc bàn có chiều dài là 2m95, rộng 82, dày 11. Đấy. Đang còn hơi phe cạnh tự nhiên một chút các bác ạ. Bàn đang còn hơi phe cạnh tự nhiên một chút. Rất là đẹp luôn. Với cái đường nét chun này. Đấy. Vì tấm này là tấm mặt bàn hàng bắp bìa, cho nên là cái độ chun của em nó rất là đặc sắc, rất là đẹp. Còn đây là ghế ạ. Ghế rộng 43 và dày 13 thì cũng rất là dày luôn rồi các bác ạ. Đấy. Em quay qua cho bác cùng xem nhá. Chân bàn chân ghế nhà em là hàng nguyên khối hết các bác nhá. Đấy, chân bàn chân khối ghế này nguyên khối 100% hết đấy ạ. Đây là cái đầu gỗ này, đầu của cái chiếc mặt bàn này. Rất là nạc luôn. Đấy là chiếc bàn số 1, bộ bàn ghế số 1. Đấy. Em có quay qua bộ bàn ghế số 1 nhá. Kích thước là dài 2m95 ạ. Bàn rộng 82, dày 11, ghế rộng 43 và dày 13. Ghế thì vuông vức rồi nhưng cái bàn hơi cầm phe cạnh tự nhiên một chút. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Bàn ghế K3 Hoàng Anh Tiến thì ngày hôm nay lên sóng một vài bộ cho các bác cùng xem. Đấy. Đầu gỗ thì rất là nạc luôn này, các bác nhìn thấy chưa? Đầu gỗ thì nhìn rất là nạc, rất là đẹp. Mà mặt tiền thì lại không tí tì vết các bác ạ. Mặt tiền lại không tí tì vết luôn. Đấy là bộ số 1. Và sau đây em xin giới thiệu đến bộ bàn ghế số 2. Đây là bộ bàn ghế số 2 ạ. Có kích thước như sau. Bàn dài 3m03, rộng 91 và dày 15 các bác nhé. Chiếc bàn này thì là dày 15, bộ này có vẻ là lớn hơn. Và ghế là rộng 40 và dày 11 các bác ạ. Đây, với chiếc bộ bàn ghế, chiếc bàn này của cẩm hồng này, chun rất là đẹp này. Hàng này thì nó đang có phe cạnh một chút. Nó phe cạnh, hơi phe một chút thôi các bác ơi. Đấy, rất là đẹp với cái độ chun nu đúng không ạ? Hai đầu quá là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Ghế này, nói chung là thị trường hiện nay thì cái dòng cẩm hồng thì chun rất là thông dụng rồi. Đấy, các bác nhìn qua là biết ngay chất gỗ gì rồi đúng không ạ? Với cái mặt tiền mà không tí tì vết như thế này, với cái bộ bàn ghế thì giá thành nó chỉ vài chục thôi. Giá thành những cái bộ bàn ghế này nó chỉ rơi vào vài chục thôi. Nên các bác cứ mạnh dạn comment dưới video ngày hôm nay để được bên em gọi điện tư vấn báo giá, hoặc các bác có thể liên hệ đến các số hotline ở trên bài đăng giúp em nhé. Đây là bộ số 2. Còn đây là bộ số 3. Bộ số 3 có chiều dài như sau. Dài 2m92, bàn rộng 1m. Bàn rộng lên tới 1m cơ các bác ạ. Dày 15. Chiếc bàn này thì rộng lên tới 1m.
và có độ dày là 15 cm. Đấy, các bác nhìn cái đầu gỗ là mê luôn đúng không ạ? Cực kỳ là nạc luôn này. Nhìn đầu gỗ thôi là biết nó nằm ở vị trí nào rồi. Tấm bắp bìa. Đấy. Nhìn chất gỗ rất là đanh, gỗ rất là đẹp. Kèm theo đấy cái nước sơn làm nguội nhà em thì nó rất là ok đúng không ạ các bác? Các bác nhìn này, đấy. Nó rất là mịn màng luôn. Nó rất là bóng, cực kỳ là bóng và rất là mịn. Và đi kèm với chiếc bàn rộng 1m dày 15 thì đấy là một đôi ghế băng. Mặt ghế rộng 38 và dày 10. Mặt ghế rộng 38 và dày 10 các bác ạ. Lên sóng ở những bộ bàn ghế K3. Hiện nay thì em chuẩn bị lên sóng 4 bộ. Đấy. Nhưng mà lúc nãy là có một bác khách hàng vào là chốt bộ một bộ rồi. Thì hiện nay thì em sẽ lên sóng 3 bộ cho các bác. Lên sóng 3 bộ luôn. Đấy, em có quay qua cái bộ số 3 rồi thì em sẽ sát cái màn hình vào cái kích thước để các bác có thể là nhìn thấy rõ hơn các bác nhá. Bộ số 3 đây ạ. Đấy. Các bác nào có theo dõi thì chụp màn hình kích thước lại. Sau đấy sẽ gọi điện đến công ty sẽ hỏi giá cả về các bộ bàn ghế mình đang quan tâm. Bộ bàn ghế này thì chiếc ghế thì rất là vuông vức luôn. Bộ số 3. Cả bàn cả ghế là vuông vức luôn các bác ạ. Với cái đôi chân bàn nó cũng rất là dày. Đôi chân bàn này thì dày là 13 cm. Rất là dày. Và đây là bộ số 4. Bộ số 4 thì em cũng vừa mới chốt cho bác khách hàng rồi. Bác khách tình cờ đi qua khu vực cầu Sông Tàu và ghé qua cơ sở là chốt ngay một bộ bàn ghế K3 rồi. Thì ngày hôm nay em Hồng có lên sóng 3 bộ bàn ghế cho các bác. Lên sóng 3 bộ bàn ghế cho các bác cùng xem nhá. Đấy. Bộ số 1 thì có chiều dài là 2m95, bàn rộng 83 và dày 11. Ghế rộng 43 và dày 13 cm. Bộ số 2 có chiều dài là 3m03, bàn rộng 91 và dày 15, ghế rộng 40 và dày 11. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Những cái chiếc mặt bàn mà mặt không tí tỉ vết thì nó còn hơi phe cạnh một chút nhé. Đấy những cái chiếc bàn mà bộ số 1 và bộ số 2. Bàn hơi phe cạnh một chút thôi các bác ạ. Phe cạnh một chút thôi. Nhưng mà những chiếc mặt bàn này thì nó rộng lên tới 91 cm. Đấy. Các bác mà không thích chơi hàng phe cạnh thì các bác có thể chốt vuông. Thì chốt vuông thì kích thước nó hẹp hơn, nó nhỏ hơn. Đây là bộ số 2. Giá thành những cái bộ bàn ghế K3 này thì nó chỉ rơi vào vài chục thôi. Các bác nhanh tay comment ở dưới video của em ngày hôm nay để được bên em gọi điện tư vấn báo giá nhé. Đây là bộ số 2 này, em sát lại. Các bác nào quan tâm thì cứ chụp màn hình giúp em nhé. Đấy, bộ số 3 này. Bộ số 1 ấy. Qua lại bộ này là bộ số 1. Bộ số 1 thì chun rất là VIP. Bộ nào cũng đẹp các bác ạ. Nhìn bộ nào cũng mê. Đấy. Bộ này thì nhìn nó thanh mảnh hơn. Nhìn chun nó VIP hơn. Đấy. Nhưng mà có nhiều bác lại thích những cái bộ dày dặn hơn. Đấy, vuông vức hơn. Đấy. Cho nên là mỗi người một sở thích khác nhau. Nên là bác nào có quan tâm đến những cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối như những các cái mặt hàng K3 nguyên khối bên công ty Hoàng Anh Tiến thì hãy nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở 2, đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.